đường nó nghĩa thân bắt quá tải. Bây giờ mình 52, 50. Bây giờ như thế này nhá. Cháu trả cho chú 5 chụt. 5 chụt. Ôi sao trông lạ vậy? Trời ơi. Ôi xe, tay trưởng, ôi xe tuổi thơ này. Ba tiền. Rẻ heo ý. Thank you.
từng lợn lần nào chưa? Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng chẳng hiểu. Bác sĩ bánh bao đúng không ạ? Rồi, cảm ơn. Cảm ơn ạ. Nhô 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 nhô. Không, sáng hết rồi mà. Không. Ôi ơi. Không.
Cái này thiếu quá mắm tôm. Bảo cùng tôi tìm thấy sữa hợp với con. Sữa tốt nhất là sữa hợp với con nhất. Sữa tốt nhất là sữa hợp với con. Hết cam rồi. Hết.